Nghe nói là bên anh làm gì cũng được. Bây giờ làm cho tôi cái chuyện này đi. Tôi có thể giúp gì cho chị? Làm cho tôi giấy siêu âm giả. Mà tìm bác sĩ là uy tín một chút. Chứ chồng tôi quen biết gì bác sĩ lắm. Xin lỗi chị, bên tôi không có làm những chuyện xấu được. Chị tìm lộn người rồi, mời chị cầm tiền về. Về ít thì nói đại đi, dòng do làm gì. Bây giờ tôi chỉ cần lừa chồng tôi là tôi có bầu thôi. Thì anh muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được hết. Nhưng mà có một cái vấn đề này tôi phải nói cho cô biết. Chưa chắc cô đã nhiều tiền bằng đại ca tôi đâu. Mời chị. Chó mày. Nhìn ra coi. Dạ, không gãi cái tay. Dạ, đại ca mới tới. Làm gì mà ghẹo gái gì mà ra nhỏ nó muốn nuốt tôi luôn vậy? Dạ, đâu có gì đâu. Thì qua đây kêu em làm giấy siêu âm giả mà em từ chối cho nên khó chịu vậy á. Ủa? Mắc mớ gì phải làm giấy siêu âm giả? Có bầu đi khám đẻ rồi chứ. Nghe đâu là làm giấy tờ giả để moi tiền bên nhà chồng á mà. Ủa? Hôm nay con người thích lừa nhau quá hả? Đại ca yên tâm đi. Em đi theo đại ca lâu rồi. Em nghe lời đại ca không có làm chuyện xấu đâu. Ừ, tốt. Anh chúa ghét mấy thể loại này luôn á. Thôi, bây giờ em coi chạy đi mua quà đi. Rồi qua bên sinh nhật bạn anh. Đi hả? Làm cái party. Dạ, để em đi mua. Anh. Ly gì đi. Anh, sao tự nhiên anh muốn ly hôn với em vậy? Chứ anh nghĩ coi, từ lúc mẹ của anh á ép anh lấy em, có bầu bì gì không? Mình không hạnh phúc đâu. Giải thoát cho nhau đi. Anh sao anh vội vàng quá vậy? Đừng nói nhiều nữa, ký đi. Anh đọc cái này đi rồi em ký. Cái này là sao? Của ai? Thì anh đọc đi, là cô bác sĩ Bằng, người quen của nhà mình khám cho em á. Bác sĩ Bằng nào? Ông bác sĩ Bằng mà đầu bạc bạc đó. Mà cái này là của ai? Anh đọc nãy giờ mình cũng không biết luôn hả? Tên của em nè. Giờ anh có bầu, sao không nói cho anh nghe? Hả? Tính làm cho anh bất ngờ. Ai ngờ anh làm cho em còn bất ngờ hơn nữa. Lỗi của anh, lỗi của anh. Chiều nay mình đi ăn. Mà không, anh sẽ mua đồ về xong cái bắt đầu sẵn sinh nhật của anh á, anh mời bạn bè tới xong cái mình thông báo tin vui luôn ha. Anh, em biết á là từ trước tới giờ anh không có tình cảm với em. Anh cưới em á là vì mẹ của anh. Nhưng mà bây giờ mình có con với nhau rồi, anh có thể nào san sẻ cho em một chút tình cảm được không anh? Em có bầu là anh san sẻ hết, thậm chí cả cái gia sản này luôn. Anh nhớ nha. Anh, em có bầu được 3 tháng rồi á. Em đi ăn với đám bạn của em mà em cứ ói hoài à. Rồi em đi khám em mới biết là em có bầu á. Thôi, bây giờ mình đi mua đồ bầu đi ha. Thôi, em mua hết rồi, anh khỏi lo. Bây giờ anh chu đáo chứ hả? Thôi con. Vô. Rồi, chúc mừng sinh nhật nha. Cảm ơn mấy anh em tới chung vui gia đình nha. Trời, hôm nay sinh nhật mà còn được lên chức nữa, quá trời hạnh phúc luôn rồi. Thì đó, chút xíu giờ ra giới thiệu cho. Thầy Kha ơi, cái cô gái này là cái người hôm qua đến nhờ em làm giấy siêu âm giả. Dạ. Yeah. Thôi được rồi, em xuống đi để nhìn quyết. Thưa anh em đi. Không ở lại chơi hả? Ngày em tao nó xuống dưới tao lo công việc cho tao. Xíu nó lên sao? Thưa đại ca em đi. Ừ, đi. Vợ mày đâu rồi? Làm gì ba? Nó không gặp vợ tao chứ hả? Mày điên hả? Thì tao không gặp vợ mày làm gì? Xưa vợ mày với mày sao quen nhau vậy? Thì hồi trước á là cũng qua mai mối thôi. Nhưng mà trước khi hai vợ chồng tao lấy nhau á là có cả một cái giao kèo là nếu mà không có bầu được là hai đứa ly hôn. Mà lấy nhau 4 năm đâu có đâu mày. Sáng mới thông báo có bầu. Bây giờ có người nói dở trong đường rồi. Trùng hợp quá ha. Mày chắc chưa? Chắc đó là con mày không? Láo. Hỏi gì lý gì? Vợ mày hôm qua gặp đàn em tao để nhờ làm giấy siêu âm giả.
nhưng mà đàn em tao không có nhận. Không có thể nào, nó không dám làm đâu. Sao mày biết nó không dám? Nếu mày không tin, cứ đi vô kiểm tra cái bụng là biết liền gì. Em má nó gom tiền chắc nó trốn cửa sau rồi. Nó lấy tiền của mày rồi hả? Ờ. Vậy là hồi nãy nó thấy đàn em của tao, nó sợ bể chuyện, xong nó ôm tiền nó trốn rồi. Giờ sao giờ? Đợi tao xíu. Alo, em cho anh em lùng sục hết cái khu vực này cho anh. Phải kiếm cho bằng đôi cô ta, đặc biệt là cái bến xe, thấy chưa? Bây giờ mày ở nhà kiểm tra coi nó lấy bao nhiêu tiền của mày, rồi lên báo công an, còn tao đi kiếm nó. Chạy muốn ná thở à. Không biết giờ còn xe lên Sài Gòn không ta? Lên Sài Gòn chỉ cho xa, lên công an phường cho nó gần. Để đâu cô gái? Má, sao tụi mày cứ như oan hồn dắt dưỡng vậy? Cứ theo tao hoài vậy? Tại cô xui thôi. Anh ơi, em cũng vì muốn níu giữ hạnh phúc gia đình thôi à. Cho nên em mới là bầu giả để níu giữ tình cảm của anh Cường. Níu giữ hạnh phúc gia đình hả? Vậy tại sao ôm hết tiền của người ta mà bỏ chạy? Tại muốn chia gia tài đúng không? Ừ, thế nó coi, tao làm vậy rồi sao? Mày ngon mà đụng với tao coi. Tôi không muốn đụng với cô làm gì hết. Tại vì tôi không thích động tay động chân với phụ nữ. Dẫn nó lên phường. Ê, buông tôi ra coi. Tôi có thể giúp gì cho chị? Làm cho tôi giới siêu âm giả. Em có bầu là anh sàn sẻ hết, thậm chí cả cái gia sản này luôn. Mà mày chắc chưa? Chắc đó là con mày không? Láo, có gì lý gì? Anh ơi. Gì vậy Thảo? Cứu em với. Em bị gì vậy? Cái tên kia nó sàm sỡ em. Cái gì? Có thằng sàm sỡ em hả? Thằng nào? Cái thằng ở phòng trọ kế bên á. Hắn giả vờ qua hỏi chuyện rồi giúp đỡ em. Sau đó tự nhiên giở trò biến thái với em. Ở trong dãy trọ anh có thằng biến thái vậy hả? Em cũng không biết nữa, hắn mới chuyển đến đây à. Tối nào em đi làm về hắn cũng rình mò hết. Bữa nay á, hắn giả vờ hỏi chuyện rồi giở trò sàm sỡ với em. Mai là em chạy thoát kịp chứ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mà bây giờ hắn luồn ra của sao rồi. Thôi em không sao là mai rồi, không sao hết á. Sao mấy cái thằng này nó cho thuê nhà mà nó không có tìm hiểu lý lịch gì hết trơn vậy ta? Nhưng mà nó ở phòng nào vậy? Thôi hắn nhìn bậm trợn lắm, em không dám. Không có gì phải sợ hết á, em cứ dẫn anh qua gặp đó để nói chuyện. Thôi lỡ anh về rồi hắn trả thù em thì sao? Nó dám hả? Thôi mà anh không ấy là anh cho em chuyển trọ đi, em không ở đây nữa đâu. Đúng không? Có chuyển gì đâu hết, em cứ ở đây, em là khách thuê trọ của anh, nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ em. Bây giờ em cứ dẫn em đi gặp nó nói chuyện. Nhưng mà đi, không có nhân nhị hết, đi với anh.